Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Global Success, tiếp tục giải đề cương ôn thi học giữa học kỳ 2. Câu 41 của chúng ta là liên quan đến cái tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. You should turn on devices. Bạn nên bật thiết bị trong khi bạn không sử dụng chúng. While you are not using them. Bạn nên tắt chứ không phải bật, cho nên ở đây sai là B, chuyển thành up. Câu 42, một cái open air market, một cái chợ trời á, một cái chợ 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 phiên á, thì thường offer offer một cái wide range về sản phẩm, tức là sao? Cái câu này nè, chúng ta không có chọn up đây, không có viết từ up đây mà chúng ta phải xài từ up ở đây, up nha. Câu trên đây là up, hai chữ OS ở đây là up, up. You can stay, bạn có thể ở với chúng tôi trước khi bạn tìm thấy một cái nơi thích hợp để ở. You can stay with us, you can stay with us before before you find a suitable place to stay. Thì cái này là sai cái gì? You can stay with us before you find a suitable place to stay. Trước khi bạn có thể tìm được cái nơi thích hợp để ở thì ở đây chọn cái từ này và sẽ thành can find. Listen to the announcements. Hãy lắng nghe cái đoạn thông báo nha. The train won't leave. Xe tàu hỏa sẽ không rời đi cho đến 12 giờ. Let's get something to drink. Chúng ta kiếm gì để uống đi. Thì ở đây là lịch trình tàu xe, các bạn nhớ xài hiện tại đơn nha. Ở đây sẽ là don't, doesn't leave. Doesn't leave. Câu số 45, look at the advertisement. Hãy nhìn vào bảng quảng cáo. Sẽ có một cái big sale vào thứ sáu tuần sau phải không? Cái big sale sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần sau phải không? Thì đây là cái chúng ta xài tương lai, xài hiện tại đơn ở đây đó là được.